Đó thì mọi người thấy đó, thì hiện tại bây giờ thì mình với ông cậu mình cứu bé bầu về tới nhà rồi, thì bây giờ mình chạy thẳng tới phòng thú y luôn. Và cái người của bé thiếu nước đó mọi người, thì bây giờ là em mình tiến hành, thằng em bác sĩ thú y mình tiến hành vô nước đó. Thì trong lúc mà mình cứu bé đó, thì theo như mình được biết thì bé này là đang trong cái tình trạng mà viêm da nặng nề luôn á. Mà trong cái tình trạng viêm da nặng nề, giống như là nói chung chung quy ra là giống như con người mà đang đang bị bệnh, chuyển 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 bệnh ra giống như là bệnh cùi á mọi người. Đó là mình mẩy của bé rất là thúi nha, với lại mà chảy nước vàng nữa, coi như hết cái thân người của bé là coi như là hắt cái mùi giống như mà gọi là cái xác mà chuột chết vậy đó, chảy nước vàng ra quá trời luôn. Thì bây giờ nói chung mình đã cứu 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 bé về an toàn rồi, thì bé không có chịu phải mà phải nắng mưa mỗi ngày nữa. Bây giờ hiện tại thì bác sĩ thú y nói cho mình biết là bé đang mang thai, bé đang có những sinh linh trong bụng. Thì bé trong cái tình trạng là hiện tại là bé bị viêm da rất là nặng, thì có thể là đang chuyển qua cái bệnh cùi luôn đó mọi người. Đó, lúc nào cái thân thể của bé thì cũng chảy nước vàng ra và rất là nghe mùi thối nha mọi người. Nghe như cái mùi thối giống như là xác của động vật chết vậy đó. Thì bây giờ vợ chồng mình sẽ cố gắng chăm sóc bé để cho đến bé đến ngày sanh. Và xong rồi bắt đầu mình sẽ bắt tay vô, mình sẽ điều trị cho bé. Thì nói chung mình hy vọng mình sẽ điều trị cho bé hết cái căn bệnh này. Tại vì á, nếu mà thực sự mà nói á, nếu mà người chủ này không có vô tâm á, nếu mà phát hiện bé đầu tiên mà bé đã bị viêm da nhẹ nhẹ đó, thì mình có thể chích thuốc hay là mình tắm cho bé đi, khoảng 5 ngày thôi là bé có thể khỏi rồi. Mà không ngờ thì cái người chủ này vô tâm để bé đến nặng nề. Thấy chắc chắc mình nghĩ theo như mình nghĩ thì chắc người chủ này thấy cái thân thể của bé ghê gớm quá nên vứt bé ngoài đường luôn, bỏ liều luôn. Ai muốn làm gì làm. Thì mình cũng nhờ được cái bà cô ở gần đó liên hệ với anh em tụi mình. Rồi xong rồi mình sẽ chạy xuống đó mình rước bé về.
Hãy subscribe.